Xin kính chào quý vị các bạn nhé. Thì ngày hôm qua rảnh rỗi thì mới sùng kho và tìm được những cái sợi dây rất là chất lượng và DIY thành những cái bộ như này, đăng lên Facebook để bán giao lưu cho anh em. Thì có rất nhiều anh em để vào bảo là ủ những cái sợi dây tàu này mà ai mà thèm dùng, tội rất là buồn cười với có những anh em sống rất là tiêu cực anh em nhé. Đây, dây tôi làm như thế này, đã bảo dây tàu này, anh em nhìn này. Có những anh em chưa dùng nhá, có anh em sống rất là tiêu cực, anh em chưa dùng sản phẩm, chưa biết sản phẩm như nào. Em nhìn này, anh em bảo dây tàu đấy. Đây, dây anh em nhìn những cái đầu rắc này. Đây, Hitachi đẹp, đầu rắc đẹp như thế này. Cái đầu bãi này anh em nào mà chơi audio thì biết là những cái đầu này là bao tiền rồi. Riêng bốn cái đầu không này của một bộ đã là hơn trăm nghìn rồi anh em nhé. Đã hơn 100.000 rồi. Đây, em thấy này. Dây này. Dây Trung Quốc mà anh em nhìn này. Đây cho anh em xem này. Đây. Đây, có mã hiệu hết này. Đây, có anh em rất buồn cười, những anh em chưa dùng, anh em chưa biết dây như nào, anh em vào anh em phán. Đây anh em nhìn này, đây, có mã hết này. Đây, Trung Quốc anh em nhìn này, Trung Quốc đấy. Trung Quốc lâu được không? Anh em ra thử trận trời đâu, anh em mua thử những cái bộ dây Trung Quốc, về anh em thử lau thử xem cái chữ nó có màu không. Đây chữ này cậy nó chẳng ra anh em nhá. Đây, đều có mã này. Cái bản này cực kỳ đẹp luôn, tôi bán cho anh em với cái giá đây, tôi bán giá rẻ cho anh em, tôi tận dụng được một dây thì anh em lại bảo là dây đều, dây tàu. Đấy, tôi bán đắt lên thì anh em bảo là ôi dây Nhật, dây bãi, dây hàng đi ngoài là bán đắt như thế. Đấy, tôi đúng là nghề làm dâu cho họ anh em nhá, không thể chiều anh em được. Đây, ngày hôm nay tôi chọn cho anh em một cái bản cực kỳ đẹp lên để show cho anh em làm một cái video luôn đấy. Rất là bực mình. Bản này bản 4P anh em nhé. Bản 4P rất là gọi là ngon. Đấy, lên để làm cho anh em đây. Những cái bộ tôi làm đây, nhiều như này tôi bán cho anh em mới gọi là lấy công làm lãi anh em nhé. Những cái bộ dây này tôi thề với anh em là lấy công làm lãi luôn. Đấy, có những anh em gọi là những ngày có những anh em chưa sử dụng đấy, chưa hề chơi, chưa hề biết dây như nào lại nghe mọi người nói là lại là tôi nhìn thấy, tôi nghe mọi người nói là không nên chơi dây như này như kia. Anh em chơi anh em phải cảm nhận anh em nhé. Nhiều anh em không chơi, anh em không cảm nhận thì làm sao em biết là cái dây nó như thế nào, cái chất lượng, cái tín hiệu như thế nào. Nhiều những bộ dàn vài trăm triệu đến tỷ đi, anh em chưa chơi thử anh em lại có những anh em thì đương nhiên những anh em giấy thì họ khi mà nói những cái dây này khoảng vài trăm nghìn thì đương nhiên là họ sẽ không bao giờ họ chơi rồi. Vì tôi có những anh khách dàn của anh ấy tầm vài hơn trăm triệu, anh ấy sử dụng cặp dây gần hơn triệu rưỡi, gần 2 triệu, thì anh bảo là nghe anh chưa chi mưng lắm, cái giải nó chưa được đều, chưa được đẹp. Thì tôi đưa ngày hôm qua đích thân tôi đưa cho anh ấy mượn một bộ, tôi bảo anh về anh nghe thử cái dây đi xem như thế nào. Anh bảo dây bao tiền, tôi bảo là anh cứ nghe thử đi, ưng thì anh quay lại anh trả tiền nhé. Thì vừa rồi anh ấy đến anh trả tiền, anh bảo là dây này chắc phải dây này triệu mấy, thì tôi nói cho anh ấy về cái giá là cái dây này tôi bán hơn 200.000 một cặp. Anh giật mình bảo ui đấy, anh bất ngờ quá, anh bảo là cái gì hơn 200.000 một cặp dây như thế này. Thì thực sự quý vị các bạn có gì chê không? Thực sự là không thể chê được anh em nhé, với cái tầm giá đấy mà dây nhá, dây xịn, dây và đầu rắc này anh em thấy này, tàu này, không hiểu tàu đâu đây, một cái lõi đây, cái lõi dây đây thì tôi sẽ cắt cho anh em xem nhé, xem là cái dây tàu mà anh em bảo là nó có được như thế này không. Đấy. Dây rất là mềm, thật sự là cái dây này bán đúng là lấy công làm lãi cho anh em luôn, không lấy chứ không phải là đấy, tôi bán rẻ quá thì anh em lại chê là hàng tàu, mà bán đắt thì anh em lại bảo là cái dây này có gì mà đắt như thế, không hiểu làm sao để chiều lòng hết được anh em. Đấy, như là anh em thực sự khi mà chơi audio thì nghe một là một phần thôi, quan trọng là nghe mọi người là một phần thôi. Vì chúng ta chơi thì chúng ta chơi chúng ta không chơi hộ họ, không chơi hộ mọi người, mỗi dàn mỗi khác, anh em phải nghe bằng cái đôi tai của mình, anh em mới thấy hay hối hợp thì mới chuẩn anh em nhé. Chưa sử dụng anh em vào anh em chê thì thực sự là tôi thấy nó rất là buồn cười, nó rất là mâu thuẫn. Anh em đích thân những người đang sử dụng họ chưa chê một câu nào đấy, thì có những anh em chưa sử dụng, chưa chơi, anh em phải anh em bỉ bôi, anh em chê thì thực sự là cái đấy là một cái rất là mâu thuẫn và rất là buồn cười anh em nhé. Đấy, tôi chỉ có một điều nhỏ nhỏ hôm nay hơi bức xúc một tí lên này chia sẻ cho anh em. Đây này, lớp lưới chống nhiễu này anh em này, dây tàu lưới chống nhiễu được như này không, quá dày dặn và quá đẹp. Đấy, tuốt xuống
Đây, anh em xem hộ tôi với xem là chất lượng của dây này cho khách quan nhất để cho anh em đánh giá này. Đây, một cái lớp vải dù này và một cái lớp lấy dưới chống ẩm này đây. Bên trong nó gồm có 1, 2, 3, 4 4 cặp dây, có nghĩa là 8 lõi dẫn và đều sử dụng vỏ thép lông. Và vỏ thép lông thì anh em biết rồi, những cái dây cực kỳ xịn truyền dẫn tín hiệu trong audio ấy, thì hiện nay thì cũng sử dụng cái vỏ thép lông này rất chống cháy và chống nhiễu cực kỳ tốt luôn. Ở đây tôi tuốt cái lõi cho anh em xem. 8 lõi dẫn liền anh em nhé, 8 lõi dẫn này. Mỗi 1, 2, 3, 4 cặp dây, 8 lõi dẫn. Em xem thử xem nào. Đấy. Anh sử dụng xong anh bảo ui, cái dây này đồng bạc à. Đây. Đánh nghe ba giải nó đều mà cái giải anh chi mừng nhất là cái giải chung và cái giải chép. Nó sáng tiếng, nó sạch sẽ và nó chi tiết. Vì những cái dây AV này tôi đã từng nói với quý vị các bạn rồi, tôi làm dây mic rất là nhiều. Anh em sử dụng 5m, 7m về tôi làm dây mic nhá, còn không bị suy hao. Chứ anh em đừng nói là những cái bộ dây AV bình thường 1, 2, 3m, 4, 5m đến tận gần chục mét mà làm mà còn gần như tín hiệu đo là còn không suy hao anh em nhá. Thì anh em không có gì phải lăn tăn này, lõi đồng mạ bạc hay đồng tơ này. Đồng nhiều như thế này thì tôi không hiểu là anh em nào bảo Trung Quốc ở đâu. Đây, em nhìn này. Đấy. Mà giá tôi bán thì thực sự là không thể rẻ hơn được anh em nhé. Lấy đúng lấy công làm lãi luôn. Một cặp đây, một cặp như này đây. Một cặp như này, đẹp như này, dây trắng. Đầu rắc tất cả mọi thứ đẹp đẹp như này. Dài 1 mét. Có 220.000. Và cả ship là 250.000 anh em nhé. Dài 1 mét đẹp như thế này. Chất lượng như thế. Đều ba dài, giải chung và giải chép cực kỳ sáng. Đấy. Bát thì gọn, không có đuôi. Nghe hay như thế, đấy, tôi bán có 250 thôi thì anh em lại rẻ quá anh em chê mà đắt quá anh em chê, thực sự rất là khó chịu lắm anh em nhé. Còn đây là tôi đăng lên để cho anh em có cái nhìn khách quan nhất, để cho những ai hôm qua tôi đăng lên Facebook bảo đây là dây tàu thì có thể xem cái clip này, thì anh em hãy chọn cho tôi xem đây. Còn cái lõi dây đây này, đây anh em thấy này, đầu lõi dòng mạ bạc tơ mảnh như thế này, mạ bạc truyền dẫn tín hiệu vậy không suy hao luôn anh em nhé. Kể cả anh em làm dây AV 2m, 3m, 4m, 5m không suy hao. Đấy. Khẳng định với anh em luôn, thế cho nó dàn 100 triệu anh ý, anh khách anh ý nghe dây hơn triệu anh còn không ưng, anh nghe cái dây 200.000 anh bảo là anh bất ngờ quá. Nếu mà tôi bảo dây 200.000 thì không bao giờ anh ấy cầm về anh nghe. Đấy, tôi không nói giá cho anh ấy mượn thì anh ấy nghe xong thì đấy, cho quý vị các bạn kiểm chứng nhá. Đấy, 1m này, đây những cái bộ hôm qua ngồi làm này. Hôm qua làm nhiều lắm. Đấy, đăng lên để cho quý vị các bạn tham lựa chọn nhá. Số lượng thì đây có bao nhiêu thôi. Hết là nghỉ anh em nhá. Lần này chọn được cho anh em cái bản cực kỳ đẹp. Số điện thoại của tôi là 0931655426. Anh em hãy nhắn tin hoặc gọi điện cho tôi. Đấy. Số này cũng là số Zalo luôn. Một bộ dây AV Hitachi 4P, bản này bản 4P anh em nhá. Bản 4P dây trắng, giá là 220.000 đồng một cặp. Và ship là 30.000 đồng, anh em mua bao nhiêu cặp cứ nhân giá tiền lên, cộng thêm ship 30.000 anh em nhé. Tôi giao hàng toàn quốc, anh em nhận hàng kiểm tra phải thanh toán. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay, đừng quên bấm nút like và nút đăng ký kênh để ủng hộ. Còn bây giờ xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin chào.